Ngày 19 tháng 5 vừa qua đã diễn ra một cuộc gặp giữa ủy ban năng lượng EU, Bộ trưởng năng lượng Nga và Phó chủ tịch tập đoàn Gazprom nhằm thảo luận về giá cả và các khoản nợ cũ của Ukraine. Chúng tôi đã có vài ngày thảo luận về các con số nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, tuy nhiên những thỏa thuận về giá và lượng khí đốt Gazprom đã bán cho Ukraine kể từ tháng 11 năm ngoái cho đến tháng 4 năm nay là không thay đổi, điều này nghĩa là vẫn còn một khoản nợ mà Ukraine phải thanh toán khoản nợ khí đốt của Tập đoàn Năng lượng Quốc doanh Ukraine Naftogaz trong quý 1 năm 2014 là 1,6 tỷ đô la Mỹ, cộng thêm khoản nợ của năm 2013 với mức giá gần 490 đô la Mỹ 1.000 mét khối áp dụng từ ngày 1 tháng 4, thì tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền Tập đoàn Naftogaz còn nợ Gazprom đã lên tới 3,5 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi mong muốn Ủy ban châu Âu thừa nhận và nhanh chóng đưa ra hành động cụ thể nhằm thanh toán khoản nợ này. Chúng tôi cũng rất mong cuộc gặp giữa các bên vào tuần tới. Ủy viên phụ trách năng lượng của Liên minh châu Âu cho biết Nga, Ukraine và EU dự kiến sẽ nhóm họp vào tuần tới để thảo luận cách giải quyết bất đồng về khí đốt giữa Kiev và Moscow. Cuộc gặp ba bên tương tự lần đầu được tiến hành hôm 2 tháng 5 tại Warsaw, Ba Lan, tuy nhiên vẫn chưa thể chấm dứt bất đồng.